con lạy thầy, mong thầy giúp con với ạ. Chứ cứ như này con không sống nổi. Nữ, nữ đã biết nghiệp của nữ chưa? Con làm gì gây nghiệp ạ? Nghiệp của con là gì? Kiếp này con có làm gì không mà để nghiệp nặng như thế hả? Thưa thầy, kiếp trước con làm gì mà kiếp này con phải gánh nghiệp ạ? Mô Phật, kiếp trước nữ là một người đàn ông, trời ban cho nữ một nhan sắc đẹp trai, một cơ thể vạm vỡ. Thế nhưng mà nữ lại có tính chăn hoa bay bướm, ngủ hết cái người này cái người kia, cho nên là kiếp này nghiệp quật cho ế sưng ế xỉa ế lồi mắt ra. Thế bây giờ con phải làm gì để giải nghiệp bây giờ ạ? Con cứ yên tâm đi, đến với cái chùa ba vòng này thì nghiệp nào cũng có thể giải, nghiệp nào rồi cũng sẽ được giải quyết. Bây giờ thế này, thầy sẽ thỉnh vong linh ra, rồi cho vong linh nhập vào người thầy. Sau đó vong linh sẽ kể tụng của con. Sau đó thì vong linh cần bao nhiêu phúc, mình cúng mặc bấy nhiêu tiền, vậy là được giải thôi. Đơn giản vậy thôi ạ. Thầy giúp con thôi ạ. Thôi được rồi, ta bắt đầu ngay đây. Nữ, dạ. Con đã sẵn sàng chưa? Con sẵn sàng rồi thầy ạ. Ngươi có biết là nghiệp của ngươi nặng lắm không? Dạ con biết ạ. Bây giờ ngươi phải lên chùa cúng cho chùa 20 triệu, sau đó ở lại làm công cho chùa 20 ngày. Trong 20 ngày ấy chỉ được ăn chay và tụng kinh thôi thì nghiệp sẽ được giải. Bạch thầy, nó nói thế nào? Dạ, thưa thầy, vong bảo là cúng 20 triệu đồng và lên chùa làm công quả 20 ngày. Trong 20 ngày đấy phải ăn chay niệm Phật ạ. Thôi được rồi, bây giờ con chỉ cần làm đúng như thế là được, đi được tiền đi. Nhưng mà thưa thầy... Nhưng mà sao? Ngày hôm nay con không mang nhiều tiền mặt như thế này. Không sao. Bây giờ thế này nhá. Con chụp lại cái số tài khoản của thầy nhé. Con về con chuyển tiền sau cho thầy cũng được. Chuyển khoản được hả thầy? Thế chuyển khoản được chứ. Con đội ơn thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Không sao, ok con. Thôi đi ra ngoài đi. Vâng ạ. Chuyển khoản luôn nhá. Dạ. Mua đất. Nói ra cả ngày không được ăn cái gì. Mệt quá. Thầy ơi, con khổ quá thầy giúp con với thầy. Bình tĩnh, làm cái gì mà cứ phải ra đùng đùng thế hả? Thầy ơi, chả là con mới chuyển sang nghề shipper á. Nhưng mà cứ đi ship đi như rằng là mất cả xe, mất luôn cả hàng này, con khổ quá. Làm shipper à? Con bị cướp là đúng. Đấy là nghiệp con gây ra phải chịu. Con còn than vãn cái đôi gì? Nghiệp gì sao lại đúng ạ? Này, thế không còn cãi à? Con bị cướp một lần, đấy là lỗi của bọn cướp. Nhưng mà để cướp đến lần 2, lần 3, lần 4 mà vẫn cứ để bị cướp thì là lỗi của con rồi, đúng không? Này, biết tại sao không? Tại sao thầy? Tại vì kiếp trước con gây ra nghiệp là con làm cái nghề trộm cắp vặt này, chuyên tắc ma tắc mắt đồ của người khác thì cứ kiếp này con bị cướp là đúng rồi, không có than vãn gì nữa nhá. Đúng ạ. Thế thầy ơi, thầy có cách nào mà tiêu nghiệp không? Thầy giúp con với thầy, cũng còn khổ quá thầy. Cách ý, thì nhiều, chùa thầy cũng nổi tiếng, dạ. Con biết mà. Dạ. Bây giờ con mang đến cúng lễ cho thầy 100 triệu. Thầy ơi, nhà con nghèo khổ lắm thầy, tiền ăn còn chả đủ lấy đâu ra 100 triệu nữa thầy.
100 triệu. Dính phải thằng nghèo rồi. À, thôi không có tiền cũng không sao. Chùa thì là làm phúc cho thiên hạ, tiền bạc thì là phù du thôi. Còn không có tiền thì ở lại đây làm công cho nhà chùa, bao giờ cái số tiền công ấy nó bằng cái số tiền mà mình giải nghiệp thì con sẽ được về nhà. Dạ dạ được thầy ạ, chỉ cần tiêu nghiệp thôi là con làm được ạ. Vất vả lắm đây, con chịu được không? Vất vả mấy con chịu được thầy. Thôi được rồi, thế bây giờ vào tắm rửa thay đồng phục của chùa đi, chăm sóc làm sao cho những cái vong linh ở chùa này nó thơm tho, nó sạch sẽ là được. Dạ con làm được ạ. Rồi nghiệp sẽ nhanh thôi, nhanh thôi. Hừ, 100 triệu cũng mà mày làm công cả đời. Tuấn ơi, Tuấn. Dạ. Dạ, con mời thầy ạ. Con làm gì trong đấy đấy? Dạ, con đang lo dọn toilet thầy ạ. Thơm chưa? Thơm chứ thầy. Này. Dạ. Tuấn. Dạ con nghe. Thôi, bây giờ con vào trong tắm rửa thay đồ đi. Từ hôm nay con không phải ở lại làm công cho chùa nữa. Con được về nhà rồi. Nhưng mà số tiền con đang đổ cho chùa đâu ạ? Cái số tiền mà con còn thiếu chùa ấy thì không sao, chùa có chính sách trả gốc. Con cứ về nhà đi, rồi cứ hàng tháng đóng đủ tiền cho chùa thì nghiệp sẽ được giải thôi. Ô, thế à thầy? Thế thì tốt quá. Alo, ông Bố à, hôm nay tôi về rồi đấy. Bảo với bà Bố ấy, lè nhà ít thôi, nhá. Dạ, con đợi ơn thầy ạ. Ở nhà bố mẹ không chăm, lên chùa thấy sãi, quỳ nằm dưới chân. Xin chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhóm bọn mình làm clip này với cái ý đồ là lên án những cái một số những đơn vị Phật giáo làm những cái điều mà nó hơi bị tiêu cực và nó không đúng với nhà Phật, chứ không có cái tức là mình không có ý xấu gì. Ý xấu tức là lên án Phật giáo, bọn mình không phỉ báng Phật giáo nhá. Mong mọi người hãy xem clip với thái độ vui vẻ nhất và nhá. Bây giờ thì hãy like, subscribe mọi người nhá. Nhớ đăng ký thêm 2 kênh của bọn mình với đặc biệt Trung Đức Official. Và kênh Coi Tô Official chưa hiện tại chưa lập. Bye bye.